Hello anh em, hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em cách nối dây leader vào dây PE. Thì mình có một cuộn dây PE và một đoạn dây dây cước. Mình có sợi dây cước, mình hết dây leader rồi, mình dùng dây cước. Mình các anh em cứ tưởng tạm xem nó là một đoạn dây leader. Thì đầu tiên là anh em gấp gấp dây leader lại một đoạn khoảng 15 cm, gấp đôi lại chưa, như thế này. Rồi anh em cầm như thế này, gấp đôi sợi dây leader và sợi dây dù PE. Dây dù PE anh em từ bên dưới nè, anh em luồn lay chưa, luồn lay để mình mở sợi dây dù nó dài dài một xíu nữa. Rồi. Anh em luồn lay và gấp, kéo ra một đoạn khoảng 20 cm. Anh em kéo ra một đoạn khoảng 20 cm, 20 cm. Anh em cầm cái tay này, anh em cầm giữ lại đây. Chưa? Anh em kéo ra một đoạn khoảng 20 cm. Và bây giờ anh em sẽ quấn lên, quấn vòng quanh cái sợi dây leader này khoảng 10 vòng. Một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng, năm vòng, sáu vòng, bảy vòng, tám vòng, 9 vòng, 10 vòng. Ok, anh em nối qua 10 vòng. Sau đó anh em sẽ dùng sợi dây PE xỏ qua lại cái lỗ này. Được chưa? Xỏ qua lại cái lỗ này để anh em quấn 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 sợi dây PE và sợi dây leader bên dưới này cho nó dính vào. Mình làm như thế này, bây giờ anh em xỏ lỗ này. Mình làm lại chậm nè, anh em xỏ lỗ nè. Từ từ, làm lại nè. Xỏ vào lỗ. Anh em tua chậm video sẽ thấy. Đó, anh em quấn một vòng. Xỏ tiếp tục qua bên lỗ lại tiếp tục. Xỏ qua 4 lần như vậy. Lần thứ hai nè. Hai vòng nè. Lần thứ ba nè. Ba vòng này. Đó, lần thứ bốn anh em xỏ bên này bốn bốn lần, bốn vòng, tức là chúng ta sẽ cột cái sợi dây PE vào trong sợi dây leader như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thấm nước vào. Bây giờ hình thù nó như thế này, bây giờ chúng ta sẽ cho nó một ít nước thấm nước vào và chúng ta sẽ rị lại thôi. Bây giờ mình sẽ thấm nước nha anh em. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ rị lại nè. Nhà mình có em bé nó. Đó. Khi mà nối bất kỳ cái đầu nối nào anh em đều phải thấm nước để cho cái mối nối nó đẹp hơn nha anh em. Đó. Vì cái sợi dây leader này, cái sợi cước này hơi to cho nên nó ra cái hình thù nó đó như thế này. Đó. Bây giờ nó rất nấu kiểu này nó rất chắc chắn anh em. Bây giờ anh em sẽ dùng kềm. Chúng ta bấm. Cái này em bấm dư một đoạn nhỏ thôi. Dư một đoạn nhỏ để xíu nữa chúng ta dùng bật lửa chúng ta thui nữa cho nó kỹ. Rồi. Ở bên sợi dây PE chúng ta cũng bấm dư. Bấm dư một đoạn khoảng mấy mili đó. Rồi. Sau khi anh em dùng kềm anh em bấm rồi á thì bây giờ chúng ta sẽ dùng bật lửa. À, dùng bật lửa chúng ta sẽ
thui sơ mấy cái mấu này để cho nó không có bị tua và nó đẹp. Đó, như thế. Rồi tiếp tục đánh cái sợi cước. Sợi cước này anh em. Sợi dây leader đó. Đây không phải là dây leader nha anh em, mình lấy sợi cước để mình mô phỏng dây leader của mình, tạm thời nó hết rồi mình chưa mua. Đó. Cái sợi cước, đây là sợi cước cho nên cái hàm lượng nhựa nó nhiều. Sợi dây leader là cái hàm lượng carbon trong đó nó có nhiều, nó tốt hơn cái sợi dây cước này. Rồi. Ok. Như vậy đây là cái mấu nối leader và dây dù BE. Anh em có thể tua chậm video để xem kỹ hơn. Đó. Xin lỗi anh em vì cái sợi cước của mình nó hơi to. Sợi BE này BE 3.5. Nó nhỏ hơn so với cái sợi cước. Sợi cước này cũng phải 7-8 chấm gì đó, nó rất là lớn. Đó. Cho nên nó không hợp. Ok, rất là chắc chắn anh em nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Nếu thấy video thích hay, anh em bấm đăng ký kênh ủng hộ mình với nhé. Chúc anh em cần thủ có nhiều niềm vui.